Ha, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái chuồng mình nuôi chuột quế. Và bây giờ mình sẽ sau một hơn một tháng nuôi mình sẽ xa nó ra, xa hết cái khu này luôn và mình sẽ nhân giống lên. Và bây giờ mình sẽ xu dọn sạch cái này đi để mình san hết ra cái bàn này luôn. Và mình sẽ nhân giống lên. Chúng ta bắt đầu dọn dẹp nào. Ta dọn sạch mấy cây củi này ra. Bê khúc củi này ra ngoài đó. Cho nó thông thoáng đi. Quét sạch sẽ. Sau khi các bạn quét sạch thì sẽ chan nó ra. Nhưng mà các bạn làm chuồng này á thì cần phải làm bốn xung quanh của nó làm một cái đường rãnh nước cho kiến nó khỏi vào tấn công giun của mình. Như mình đây mình không có làm rãnh thoát nước nên mình sẽ phải dùng đến dầu mình pha vào một cái bình mà mình xịt bốn xung quanh. Cái này thì phải xịt thường xuyên. Và nào diện tích nó rộng thì các bạn có thể làm rãnh nước bốn xung quanh cho nó khỏi bị kiến. Sau đây mình sẽ đào thử một ít giun lên cho các bạn xem. Đấy nha. Rồi mình sẽ đào giun cho các bạn xem. Giun dưới này. Các bạn nhìn rõ chút xíu đấy. Mình sẽ san hết nó ra. Và mình sẽ để máy quay đây. Sau đó mình sẽ lấy một cái bay và xúc sao cho san cho nó đều được cái bề mặt của cái lèn này ra. Nuôi giun này thì nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần các bạn có một diện tích nhỏ nhỏ và để cho nó ở yên đó. Sau đó các bạn hàng ngày chỉ 2-3 ngày mới phải cho nó ăn một lần. Các bạn cho nó ăn thì cứ hòa cái phân bò tươi hoặc trâu tươi. Và phân heo thì phải ủ, phân gà cũng phải ủ cho nó hoai mục đi. Và các bạn ngâm vào nước trong 1-2 ngày. Các bạn tưới lên thành từng luồng một. Bữa nào mình cho nó ăn mình sẽ làm video chia sẻ cách cho nó ăn cho nó. Các bạn thấy nó cũng đơn giản thôi. Đây các bạn đang xem video này là cách mình nhân giống. Mình sẽ làm chi tiết cho các bạn xem ở video sau. Muốn nuôi giun tốt, các bạn cần phải có phân trâu và phân bò. Và phân dê cũng được. Và phân thỏ. Thì các bạn nuôi nó với đạt hiệu quả cao. Nếu mà không có những cái loại phân đấy, các bạn có thể ủ phân hữu cơ cho nó ăn cũng được. Các bạn cũng biết trong giun quế thì chứa rất nhiều các thành phần axit amin. Cái protein nó chiếm tới 70-80%. Nhưng khi các bạn cho các con vật ăn như gà hoặc các bạn nuôi lươn thì nó rất là bổ ích. Nó đủ độ đạm luôn. Cho lươn ăn thì cho một tuần mình cho ăn 1-2 lần thôi. Gà thì cũng một ngày thì mình phải chia ra. Rồi. Ví dụ như là mình cho ăn 1 ký cám thì chỉ cho cứ một ít giun thôi, vài con thôi, mình băm nhỏ ra mình trộn thôi. Vì trong giun nó nhiều protein nên là cho ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt. Cho ăn ít thôi. Nhưng các bạn nuôi, nếu mà nuôi cho gà, cho lươn ăn, lươn thì các bạn cần nuôi nhiều, nhưng mà nuôi cho gà các bạn chỉ cần lấy
2-3 mét vuông là đủ rồi. Cứ 45 ngày là các bạn thu hoạch một lần. Sau khi bạn bữa nào mình sẽ làm video về thu hoạch cho gà ăn hoặc là cho lươn ăn, mình sẽ làm video. Bây giờ chúng ta sẽ rả đều khắp đáy chuồng, xúc sao mà nó đỡ bị tổn thương đến con giun là tốt nhất. Các bạn nên làm san chuồng ra vào buổi chiều mát, sau đó các bạn đến tối các bạn xong rồi, làm xong các bạn phải che nó lại, lấy một cái tấm gì đó các bạn che lại, che kín lại, lấy cái bao phủ lên được. Xong đến hôm sau, ngày hôm sau mới cho ăn để cho giun nó thích nghi với cái điều kiện mới. Cái tầng trên mặt là tầng thức ăn của giun, và giun sẽ ăn vào những lúc trời tối hoặc là mình che kín thì nó ăn cả ngày, và nó sẽ lên đó ăn xong rồi nó sẽ đẻ trứng ở trên. Nếu các bạn mà không che thì nó chỉ ăn ban đêm thôi, các bạn phải che ăn kín lại, nó sẽ ăn cả ngày lẫn đêm, nó sẽ sinh sản, nó sẽ tốc độ sinh sản nó sẽ nhanh gấp đôi. Và các bạn phải cho ăn thành từng luống, nếu không nó sẽ bị che kín cái bề mặt nên là nó sẽ không có chỗ để nó thở, nên các bạn nên cho ăn thành luống luống một. Mình sẽ xúc hết đoạn này ra. Cái đoạn này nè, lúc chưa, hôm trước mình mới bỏ một ít hạt cây vào, nên mình sẽ phải xúc đoạn khác. Bạn nên san đều nhé, cái bề mặt của nó kín, kín cái lèn luôn thì con giun nó mới có chỗ để nó đi lại, cái không bị khô cái bề mặt, cho giun nó đi lại cho thoải mái. Trong phân giun thì có như kiểu là cái phân hữu cơ rất là tốt cho cây trồng. Các bạn phải để đến trong đây trong vòng 6 tháng thì các bạn mới có thể dùng được, vì trong nó có nhiều chất quá thì phải cho ăn 6 tháng thì mới đủ. Cái độ cao lên các bạn sẽ hót tầng trên đi thu hoạch giun, và phần dưới cùng là phần phân giun các bạn có thể thu hoạch và bón cho cây trồng. Trong phân giun thì cũng rất tốt, có đủ NPK, đạm, lân, kali phù hợp cho cây trồng. Các bạn mà bón cho cây trồng á, trong phân này các bạn không được phun thuốc trừ cỏ cho vườn. Nếu các bạn phun thuốc trừ cỏ thì cái phân giun này nó cũng sẽ mất tác dụng, vì nó có rất nhiều vi sinh vật trong phân giun, nó như kiểu là phân vi sinh vậy, phân mà rất nhiều vi sinh vật bên trong. Các bạn cần hạn chế tuyệt đối là không được phun thuốc cỏ. Thì cái vườn nào mà dùng chất phun thuốc cỏ thì các bạn không nên dùng cái phân này. Khi làm diện tích nuôi chuồn quế, các bạn không nên làm diện tích quá lớn. Chiều ngang của mặt luống chỉ tầm 1m đến 1,5m. Còn độ dài thì tùy thuộc vào các bạn. Bạn không nên làm quá to vì nó sẽ rất khó chăm sóc. Làm tầm 1m đến 1,5m các bạn có thể đi vào và cho nó ăn một cách dễ dàng. Nên mình sẽ chia đôi cái đoạn này ra. Nhớ nhé, làm diện tích vừa phải.
Để bắt mấy con giun ra mà mình sẽ bỏ một tấm ván vào đây để phân chia nó ra. Do diện tích của mình nó không được dài, nó chỉ rộng, nên mình sẽ làm hai luống, san bằng mặt ra. Đó. Bạn để ý nhé, khi mà cho nó ăn ấy, thì các bạn có thể có một con đường để đi vào và xúc phân vào cho nó ăn nó dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ chọn một cây gỗ và mình sẽ đặt nó vào giữa đây. Mấy cái tấm gỗ lúc nãy mình vứt ra đấy, mình sẽ đặt nó vào giữa. Mình sẽ lắp kín lại. Không để nó quá mỏng. Quá mỏng thì giun nó cũng không có chỗ trú. Mà các con vật như cóc hay chuột thì thằn lằn bóng thì nó có thể vào nó ăn được. Độ dày thích hợp của mặt luống, của luống giun ấy, tầm từ 5 phân, 5 cm, 3 đến 5 cm để các bạn có thể nuôi được rồi. Nếu các bạn có nhiều phân trâu, phân bò, các bạn có thể nót xuống dưới một lớp. Mà cái phân trâu, phân bò là phân nó phải hoai mục rồi, thì các bạn nót xuống dưới làm cái đệm cho nó thì nó tốt hơn. Đây mình nhà mình không có trâu bò nên là mình sẽ không có cái đấy, mình sẽ không nót, mình sẽ để đây cho nó xuống cái lề trực tiếp luôn. Ngày mai mình sẽ cho nó ăn lên trên. Sau khi mình làm xong cái này mình sẽ lấy một cái tấm lưới, lưới nan á, lưới họ làm nan nó che trên cho nó râm á. Hình như đằng sau rồi đó mình vứt một tấm đấy. Rồi mình ta đã nhân đôi được số lượng. Ta san đều ra và chờ đến ngày mai mình sẽ cho ăn. Cách một ngày. Và ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn video sau là cách cho ăn. Bạn san nhớ san bằng nhé. San thật bằng này. San cho nó nấp kín mặt. Mình nên làm cỡ 1 mét thôi, mà chạy dài tốt hơn. Còn đây là chuồng dế của mình. Dế mình thiết kế như thế này, đóng 4 cái cọc lên và làm một tấm ở giữa này, 4 xung quanh, 1 cái khung. Đó, các bạn lót vào. Các bạn phải mua được cái này này, miếng giấy cho miếng giấy gì quên mất tên nào, vỉ trứng, đúng rồi, vỉ trứng. Các bạn mua được nhiều các bạn xếp tầng 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 lên đến tầm đây thì các bạn nuôi được nhiều hơn. Mình đây mình ở chỗ mình nó không bán cái này, muốn đặt trên mạng thì nó hơi lâu phức tạp nên mình cứ để tạm ở đây. Đó, dế thì đây. Dế này được chục ngày đấy, nó ăn bí đỏ rất mạnh. Ở trong đây thì rất nhiều, nó rút vào đây nhiều lắm. Sau hơn chục ngày nè, các bạn phải, nếu mà không có mua được cái này ấy, thì các bạn 10 ngày nữa các bạn phải lột cái này lên, hoát hết phân nó đi một lần. Còn nếu mà có cái này ấy, thì cứ khoảng 30 ngày mới phải thay phân một lần. Các bạn dồn hết dế trên đây rồi quét quét phân lại một góc, các bạn sẽ hót đi. Ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dọn chuồng sau. Mình nuôi nhiều thế lắm. Đây bên đây là nương này, 2 bể nương, 1 bể dế và 1 ít chuồn quế. Đây các bạn biết gì không? Đây là cái hột hoa mai mới ươm vào đây, nhưng buổi chiều nay mình đã phải thay đi rồi. Đây, đây là lan rừng hôm bữa mình đi lấy.
cũng khá đẹp chứ. Sau một tuần nó đã ra rễ rồi này. Hình như video ngày hôm nay mình mới đăng được này. Hôm nay là ngày mùng 4 hả? Mùng 5 mà. Hôm nay mùng 5 tháng 4 mình mới làm xong clip đi đến ăn rừng. Còn cái video này chắc cũng phải mùng 6, mùng 7 nó mới được. Mình mới làm xong. Đây mình vứt hết ở đây, giờ mình phải xu hết sạch đi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu thứ hai thì hãy comment bên dưới để cho mình biết mình sẽ làm video tiếp theo. Và video tiếp theo có thể là cách cho chuồn quế ăn và dọn chuồng dế. Bạn muốn mình làm video gì thì cứ comment bên dưới nhé.